một tràng vỗ thật lớn để bắt cờ được không ạ? Trở về không được sân khấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, trong suốt buổi sáng chúng ta đã cùng nhau đến với những hoạt động trải nghiệm, và bây giờ là buổi chiều với những trò chơi sân khấu, và đặc biệt một cuộc thi cực kỳ đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là cuộc thi. Hỏi các bạn cuộc thi gì ạ? Chính xác, cuộc thi rung chuông vàng. Và ở trên tay anh đây là những món quà đầu tiên sẽ gửi tặng cho các bạn. Gì đấy? Sẽ gửi tặng cho các bạn trước khi cùng nhau bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Cho anh gọi bao nhiêu bạn trong buổi sáng đã tham gia phần thi kéo co, xin mời giơ tay. Thật không? Bao nhiêu lớp đã giành được chiến thắng trong phần thi kéo co, xin mời giơ tay. Vậy anh hỏi bao nhiêu lớp đã tham gia phần thi, phần trải nghiệm viết chữ từ bác giơ tay. Hỏi nhỏ nhá, bao nhiêu bạn tự tin mình viết đẹp nhất? Tôi sẽ xướng tên và mời lên sân khấu những thành viên, những cá nhân có phần viết chữ thư pháp đẹp nhất trong hoạt động trải nghiệm ngày hôm nay để lên sân khấu nhận một phần quà cực kỳ giá trị. Và bây giờ chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên sân khấu những thành viên có tên sau đây. Đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng thành viên của lớp 6A1. Không vỗ tay à? Vỗ tay cao lên chưa? Và xin được mời lên sân khấu bạn Quỳnh lớp 6A1. Tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng thành viên của lớp 6A2, bạn Trang lớp 6A2, xin mời. Tiếp theo xin được chúc mừng bạn Trâm lớp 6A4, xin được chúc mừng. Là tác phẩm của phần viết chữ nào? Xin được chúc mừng lớp tiếp theo, đó chính là lớp 6A6. Xin chúc mừng bạn Châu. Sang khối 7. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu lớp 7A1 bạn Ngọc Khánh. Xin được chúc mừng. Chúng tôi muốn rằng các bạn hãy dành những tràng vỗ tay, bởi vì đây mới là những phần quà đầu tiên trong chương trình buổi chiều thôi, còn vô vàn những phần quà ở phía sau nữa. Tiếp theo xin được chúc mừng lớp 7A4 bạn Quỳnh, xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng lớp tiếp theo, đó là lớp 7A3, bạn Ngọc, xin được chúc mừng. Sang đến khối 8, chúng tôi xin được chúc mừng lớp 8 đầu tiên, đó là lớp 8A5, bạn Anh, xin được chúc mừng. Bạn Anh lớp 8A5 đâu? Anh em 8A5 đâu ạ? Dành một tràng vỗ tay chúc mừng đi ạ. Và lớp tiếp theo xin được chúc mừng bạn Trang, tên là Trang, lớp 8A6, xin được chúc mừng. Và một cái tên rất hay đến từ lớp 8A1, xin được chúc mừng bạn Phát. Vâng ạ, sang khối 9 thì tên còn hay hơn rất nhiều. Lớp 9 đầu tiên được nhận giải viết chữ đẹp, đó chính là lớp 9C. Chúc mừng bạn Thanh Tú lớp 9C. Lớp tiếp theo đó là lớp 9B. Chúc mừng và mời lên sân khấu bạn Chi. Lớp tiếp theo xin được chúc mừng bạn Kiên lớp 9G.
sẽ là một bạn được phần thưởng cao nhất và xứng đáng là một người có nét chữ thư pháp đẹp nhất của cả trường chúng ta. Chúng tôi xin được chúc mừng một bạn nữ. Và xin được chúc mừng bạn Trang. Ai tên Trang giơ tay. Chúng tôi xin được chúc mừng nét chữ đẹp nhất của trường chúng ta, đó là bạn Trang lớp 9A. Xin được chúc mừng. Và xin được mời tất cả những thành viên xướng tên sẽ cùng lên khu vực sân khấu. Và ngay bây giờ thì hội đồng thi sẽ cùng nhau gửi tặng những phần quà cực kỳ đặc biệt và tuyệt vời để cảm ơn các bạn đã cùng nhau tham gia phần viết chữ thư pháp trong buổi sáng và buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn hãy đứng thẳng hàng nhé. Rồi, xin mời ai đang đeo khẩu trang mình bỏ khẩu trang ra. Rồi, đứng xích lên em ơi. Các bạn ơi, bước lên trên một xíu. Bằng hàng, đúng rồi, chính xác. Rồi, cầm một tay, hai tay trên tay, cười tươi, thể hiện nét chữ của mình đi. Và một tràng vỗ tay các bạn học sinh thân yêu là một điều vô cùng tuyệt vời ngay bây giờ. Xin mời các bạn. Ok, cảm ơn tất cả những thành viên rất nhiều. Xin các bạn sẽ có nhiều những thành tích cao trong học tập của mình với những nét chữ thật là tuyệt vời nhất của lớp chúng ta. Chúng tôi tặng phiếu đầu tiên dành cho thằng Hải một chân này. Ok, lớp đi. Ok, lớp tiếp theo nhận được thưởng đó chính là lớp ở phía kia sao. Ở dưới sẽ có hai phần quà, ở trên chỉ nhận được một phần quà thôi. Ok chưa? Và các bạn thân mến, trước khi cùng nhau bước vào một cuộc thi, anh sẽ gửi tặng tất cả phần quà dành cho toàn bộ các bạn học sinh thân yêu đang nhìn về tại đây.